một tính năng nữa nó sẽ nâng cao hơn. Để giúp cho anh chị em tạo ra những cái chuyển động của những cái bức ảnh như vậy. À, mình chọn vào phần hình ảnh nhé. Ở đây mình lựa chọn ví dụ hai cái hình ảnh này, ba hình ảnh, bốn hình ảnh, năm hình ảnh, sáu hình ảnh, hoặc đây hoặc bốn cái ảnh này nhé. Đây, bốn cái ảnh này nhé. Nhưng mà chúng ta sẽ sắp xếp nó thành các cái lớp phủ khác nhau. Đấy, mình biến nó thành lớp phủ này. Được chưa? Tất cả nó biến thành lớp phủ này. Rồi. Biến bốn cái bức ảnh này thành lớp phủ. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho các ảnh này nó sẽ về cùng một cái độ dài. Được chưa ạ? Mình có cái đoạn mà gì ạ? Chuyển nó toàn toàn bộ ấy. Chuyển nó toàn bộ. Rồi, chúng ta kéo nó ra. Nếu như mà nó không có thì chúng ta kéo nó ra để nó khớp. Được chưa ạ? Rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng hai ngón tay để chúng ta điều chỉnh các cái hình ảnh này về các cái góc khác nhau. Đó, chúng ta sẽ điều chỉnh nó về các góc khác nhau để chúng ta ra gì ạ? À, chúng ta mong muốn là sẽ có bốn cái hình ảnh, bốn cái hình ảnh như này. Bốn cái hình ảnh nó tạo thành một cái gì ạ? Một cái hình vuông như này, khớp như này. Chúng ta cũng có thể đưa vào phần dạng, vào phần tùy chọn để chúng ta chỉnh sửa cái kích thước hình ảnh cho nó khớp, cho nó bằng nhau. Ở đây là Huy làm gọi là bằng tay cho nó nhanh. Nó sẽ không khớp 100%. Được chưa ạ? Rồi. Với cái hình ảnh này, Huy sẽ đi đưa nó từ dưới lên trên cho nó trượt, hiệu ứng cho nó trượt từ dưới lên trên. Đấy. Cho nó trượt từ dưới lên trên. À. Đấy. Với hình ảnh bên dưới này thì lại sẽ với hình ảnh này. Đấy, thì nó lại có cái hiệu ứng khác. Rồi. Rồi. Bây giờ mình sẽ cho nó chuyển động, cho nó chuyển động bằng cách là như này nhá. Đó là chúng ta nhấn vào cái hình ảnh nhá. Ví dụ nhấn vào hình ảnh này. Chúng ta nhấn vào cái hình thoi ở đây này, chúng ta đánh dấu cái vị trí của nó, được chưa ạ? Vị trí của nó ở trên cùng này, và Huy muốn nó chuyển dịch chuyển từ trái sang phải, được chưa ạ? Ở cái điểm đầu này Huy cũng đánh dấu, Huy cũng đánh dấu một cái hình thoi, được chưa ạ? Và Huy di chuyển nó gì ạ? Nó sang gì ạ? Nó sang ra ngoài luôn, rồi, được chưa ạ? Và khi mà vào ấy thì nó sẽ di chuyển đi vào như này, được chưa ạ? Đấy, còn cái hình ảnh này thì Huy cũng đánh dấu một đầu và đầu bên này thì mình cũng đánh dấu cái hình thoi, nhưng mà mình kéo nó xuống hẳn bên dưới,
thì sao ạ? Đấy. Một thằng thì di chuyển từ trái sang phải, một thằng di chuyển từ dưới lên trên, được chưa ạ? Cái thằng màu vàng này thì cũng đánh dấu một đầu. Được chưa ạ? Đầu này Huy cũng đánh dấu và Huy nói gì ạ? Đưa nó lên trên cùng. Rồi, tương tự như vậy với thằng này. Đấy, mình đánh dấu một cái. Bên đầu này mình đánh dấu một cái. Rồi. Cái đầu dấu bên này thì Huy muốn nó chuyển từ phải sang trái. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nhé. Đấy, các bức ảnh nó đang di chuyển gì ạ? Ok. Đấy, như vậy là sao ạ? Cái hình thoi này nó đánh dấu điểm đầu và điểm cuối. Chúng ta có thể là gì ạ? À, cho nó di chuyển và nó gì ạ? Nó xoay, di chuyển và nó xoay tùy theo cái mà chúng ta mong muốn. Anh chị em thấy không ạ? Nhá. Ừ. Rồi chúng ta cũng có thể thêm các cái hiệu ứng, thêm các hiệu ứng cho những cái ảnh này. Đấy. Ừ. Khi về đến đây thì nó sẽ có những cái hiệu ứng, hoặc là nó sẽ hiệu ứng trong khoảng thời gian là mấy giây đấy, được chưa? Đấy. Đó. Như vậy là gì ạ? Là chúng ta đã có thể làm cho các bức ảnh nó bay, nó di chuyển, nó ra vào theo đúng như cái ý mong muốn của mình. Ok, ok không anh chị em? Đấy. Và kể cả là chúng ta muốn nó di chuyển theo một cái hình thức nào đó khác. Ví dụ như là mình có cái hình ảnh ấy, cái con ếch này. Rồi. Bây giờ tôi sẽ cho nó nhỏ vào. Được chưa ạ? Và Huy sẽ vào phần văn bản, Huy sẽ lấy cái bút. Được chưa ạ? Và Huy sẽ vẽ một cái hình như này. Được chưa ạ? Và Huy muốn cái con ếch này. Đấy. Nó sẽ di chuyển theo cái đường cái nét bút này. Chuyển nó thành ra thành lớp phủ nhé. Đấy, mình chuyển nó thành lớp phủ nhé. Rồi. Rồi, cái hình vẽ đâu rồi? Phủ. Rồi. Được chưa? Cần chọn phần lớp phủ nha. Chọn phần lớp phủ này. Đấy. Thì bây giờ là chúng ta muốn con ếch này nó sẽ di chuyển như nào? Ừ. Thì chúng ta sẽ gì ạ? À, chúng ta sẽ cho con ếch nó về đầu tiên này. Được chưa ạ? Cái hình vẽ của chúng ta là. Đấy. Khi bắt đầu mà có xuất hiện cái hình vẽ này thì chúng ta bắt đầu là gì ạ?
cho nó vào một cái hình thoi. Đấy, sau đó là gì ạ? À, bây giờ chúng ta sẽ gì ạ? Cho nó rộng ra một tí nha. Được chưa? Rồi. Bắt đầu đến đây có hình thoi và chúng ta dịch lên một chút. Chúng ta bấm một cái hình thoi khác. Chúng ta di chuyển con ếch này lên một chút. Bấm lên một chút. Bấm cái hình thoi nữa, ta di chuyển con ếch lên một chút. Bấm một chút. Bấm hình thoi. Di chuyển con ếch này lên một chút. Bấm lên một chút nữa. Chọn hình thoi, di chuyển lên một chút. Bấm một chút, chọn hình thoi, di chuyển con ếch lên một chút. Bấm một chút, chọn hình thoi, di chuyển con ếch lên một chút. Bấm một chút nữa, chọn hình thoi, di chuyển con ếch lên một chút nữa. Bấm một chút, chọn hình thoi, di chuyển con ếch lên một chút nữa. Bấm một chút, chọn hình thoi, di chuyển con ếch lên một chút nữa. Được chưa? Và chúng ta cứ lặp lại tương tự như vậy. Để con ếch này nó sẽ chạy bám theo cái hình vẽ này. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem con ếch này nó chạy nhá. Đấy, anh chị em thấy con ếch nó chạy chưa ạ? Đấy. Ok không ạ? Như vậy là chúng ta đã gì ạ? À, chúng ta đã làm cho con ếch này nó di chuyển dọc theo cái đường mũi tên của chúng ta bằng cái việc gì ạ? Bằng cách việc mà điều chỉnh cái hình thoi. Đấy, được chưa? Cái hình thoi này này. Chúng ta điều chỉnh các vị trí của hình thoi sẽ làm cho con ếch di chuyển theo cái ý mà chúng ta mong muốn. Được chưa anh chị em? Đấy. Và thậm chí chúng ta có thể vừa di chuyển và chúng ta có thể vừa xoay. Đấy. Mỗi lần chúng ta gì ạ? Có thể xoay một cái góc. Đấy. Mỗi lần chúng ta lại có thể xoay một góc. Vừa di chuyển và có thể vừa xoay, vừa to nhỏ nếu chúng ta muốn. Được chưa ạ? Đấy. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Nó vừa di chuyển, nó vừa xoay luôn. Đó. Thì tùy vào cái hình ảnh mà chúng ta điều chỉnh. Đấy, và chúng ta có thể tạo ra rất nhiều những cái gọi là thay đổi rất là thú vị. Được chưa ạ? Ok nhá. Đấy. Và đây là cái chức năng Huy thấy là cũng rất là hay và những cái người chỉnh sửa chuyên nghiệp thì họ sử dụng rất nhiều với rất nhiều những cái biến đổi, những cái thay đổi, những cái transformer thì nó sẽ sử dụng cái này để giúp cho cái việc mà chúng ta chỉnh sửa video nó trở nên chuyên nghiệp hơn và trở nên là dạ là nhanh hơn và gần như là chúng ta có thể làm được tất cả mọi thứ chỉ với là dạ chỉ với phần mềm CapCut. Rồi. Ok nhé, thì đấy là cái phần chia sẻ về của Huy trong cái buổi ngày hôm nay. Và chúng ta đã học được thêm về những cái chỉnh sửa về âm thanh này. Ngày hôm nay chúng ta đã học về về âm thanh này, được chưa ạ? Chúng ta đã học về thêm về lớp phủ này. Đấy. Chúng ta đã học thêm về hiệu ứng này, chúng ta học về nhãn dán này, đã học về phông nền này, đã, chúng ta học về cách để mà sử dụng các cái keyframe, những cái hình con thoi đây này, thì nó gọi là hình keyframe anh chị em nhé, đó. Và chúng ta có thể là gì ạ, thay đổi cái keyframe này một cách gọi là gì ạ, nhanh chậm
tùy theo cái mong muốn của mình, được chưa ạ? Đấy, đó. Chúng ta có thể chọn các cái cách để mà cái keyframe này nó chạy nhanh xong rồi chậm, hay là chậm xong nhanh, hay là nhanh rồi chậm rồi nhanh rồi lại còn đảo ngược nữa. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Thì nó sẽ tạo ra chúng ta rất nhiều những cái hiệu ứng khác nhau. Đấy. Đấy. Đấy, lên xuống, lên xuống, xong lại lên xuống. Ví dụ thế. Được chưa ạ? Đấy, lắc lư lắc lư. Đấy. Đó. Đấy, lắc lư lắc lư như này. Đấy, giật cục như này. Đấy, hoặc là giật lên giật xuống, giật lên giật xuống. Đấy, hoặc là lắc lên lắc xuống, hoặc là nhảy 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 xong lên. Đấy, hoặc là gì ạ? Nhảy dần lên xong lại nhảy nhảy tiếp. Đó. Như vậy là gì ạ? Chúng ta có rất nhiều cách để mà gì ạ? Đó. Thay đổi. Ok không ạ? Rồi. Chúng ta có thể chọn vào cái hình ảnh khác. Đấy. Chúng ta muốn chọn các hình khác thì chúng ta chọn vào lớp phủ. Được chưa ạ? Chọn hình ảnh này, sau đó là chọn vào cái biểu đồ bên này này. Được chưa ạ? Chúng ta chọn một cái kiểu này, nó nhấn đồng ý này. Tương tự như vậy này. Được chưa ạ? Tương tự như vậy này. Đó. Như vậy là gì ạ? Cả bốn cái ảnh nó sẽ chạy cùng với nhau, chạy ra xong lại chạy vào. Ok không anh chị em? Đó. Đó, như vậy là có rất nhiều tính năng mà có thể chúng ta chưa biết.